món quà tôi mang món quà từ cảnh giới thứ bảy xuống để bàn tặng cho quý vị món quà này tốt cho sự thiền định của quý vị món quà sẽ cho quý vị nhiều sự bảo hộ hơn nhiều sự gia trì hơn và giúp quý vị tiến bộ nhanh chóng hơn cho dù quý vị có đi xuống địa ngục vì lý do nào đó quý vị cứ nhớ đến món quà rồi quý vị sẽ được giải thoát ngay lập tức và ma quỷ sẽ quỳ trước mặt quý vị để tạ lỗi và toàn bộ địa ngục nơi quý vị đến cũng sẽ được tự do cùng với quý vị quý vị phải ở một đẳng cấp nhất định nào đó để có được món quà này quý vị không được nói cho người khác biết nếu không thì món quà thậm chí còn làm cho họ bị tổn thương thanh kiếm nhật không thể ở trong tay trẻ nhỏ cho nên quý vị giữ món quà cho bản thân mình thôi nhé quý vị hãy luôn luôn và lúc nào cũng mặc niệm món quà cùng với hồng danh nhé quý vị cứ niệm món quà giống như niệm hồng danh và giữ cho riêng mình đừng viết ra hoặc nói với người khác quý vị mặc niệm món quà cùng với hồng danh bất cứ khi nào có thể đừng thay thế hồng danh với món quà nhé như là không niệm hồng danh mà chỉ niệm món quà này vì món quà có lực lượng hơn như vậy sẽ không có hiệu nghiệm bởi vì quý vị ở trong năm cảnh giới, quý vị vẫn cần sự giúp đỡ và gia trì của năm vị giáo chủ thiên liêng. Tổng thống Mỹ có thể có nhiều quyền lực hơn tổng thống của quý vị, nhưng tổng thống của quý vị ở trong quốc gia của quý vị, quý vị tốt hơn là nên tôn trọng tổng thống và toàn bộ chính phủ dưới quyền vị tổng thống của mình. Nếu quý vị quên cách niệm món quà hoặc muốn phát âm cho chắc, thì quý vị hỏi những người đã biết về món quà này rồi. Quý vị nên tập niệm món quà hàng ngày để ngay cả khi không tỉnh táo, hạ ý thức của quý vị vẫn lặp lại món quà. Như một số người có lẽ không thích tôi hay không tin tôi, họ tỏ tâm ấn nhưng vẫn không thích tôi hay không tin tôi hoặc phê phán tôi theo cách nào đó. Và rồi lúc vạn sinh họ quên tôi hay họ không tu hành tốt thậm chí họ quên hồng danh hoặc nếu họ đi xuống địa ngục sâu mà thậm chí hồng danh cũng không giúp gì được thì món quà này sẽ giúp họ cho dù quý vị từ chối tôi giúp đỡ hay quý vị không tin tưởng tôi quý vị phải nhớ đến món quà này để cứu linh hồn quý vị tôi biết quý vị thương yêu tôi và tin tưởng tôi tôi nói điều này chỉ phòng hờ mà thôi bây giờ quý vị là vô địch rồi nếu quý vị tin vào vị minh sư thì có đến năm vị giáo chủ thiên đàng bảo hộ quý vị. Rồi quý vị còn có món quà nữa. Chào ơi, bây giờ quý vị là ai vậy? Tôi không biết nữa. Thậm chí không ma quỷ nào dám nhìn quý vị mà không tôn kính. Quý vị rất có lực lượng và rất quyền năng. Không ma quỷ nào dám đụng đến sợi tóc của quý vị. Họ phải quỳ trước mặt quý vị. Quý vị rất có lực lượng mặt trời mặt trăng tinh tú địa cầu cây cối nước vân vân đều gia trì cho quý vị loại người nào chỉ tắm nắng mà lúc nào cũng đi lên đẳng cấp thứ năm vậy không chỉ có vậy mà quý vị còn ngái ngủ trong phòng khách mà vẫn đi lên cảnh giới thứ năm tôi chưa bao giờ nghe thấy điều này trong tất cả lịch sử nhân loại không sát sanh bao gồm việc không giết hại động vật động vật cũng có linh hồn cũng tham sống sợ chết nếu không tham sanh úy tử đương nhiên sẽ không sao rau cải hay cỏ cây không có nhiều ý thức về sự sống chết đá cũng vậy không tham sống sợ chết cho nên chúng ta ăn rau cải ít nghiệp chướng hơn nếu mỗi ngày chúng ta dành hai tiếng rưỡi để tu pháp môn quán âm nghiệp chướng này xem như không có vậy nhưng các loài động vật đã có hạ ý thức sợ chết cũng như con người cho nên chúng ta giết chúng sẽ có chuyện. Còn trường hợp của con người thì sao? Khi chúng ta chết một cách tự nhiên, không bị ai cưỡng bắt, cũng không bị ai giết hại, mà sao chúng ta cũng thấy đau khổ như vậy? Bởi vì chúng ta chưa chuẩn bị, cửa của chúng ta chưa mở. Thí dụ một cánh cửa bị đóng kín lâu quá, chưa hề được mở, đương nhiên sẽ bị hư dù chúng ta muốn mở ra cũng không mở được khi có hỏa hoạn chúng ta sốt ruột lắm muốn mở cửa nhưng không được chỉ còn cách tung cửa mà ra nhưng làm vậy chúng ta sẽ bị phỏng sẽ đau khổ nếu mỗi ngày đều mở cửa cửa đã trơn chỉ cần chúng ta đụng vào là mở được liền cũng giống vậy thân thể của chúng ta có rất nhiều cửa nhưng không phải cánh cửa nào cũng tốt thí dụ chúng ta ở lầu 3, đương nhiên không thể nhảy qua cửa sổ như vậy sẽ bị thương chúng ta phải dùng cầu thang để đi xuống nhưng vì không biết có cầu thang hoặc trong lúc khẩn cấp không biết cầu thang ở đâu nên chạy đi chạy lại trong lửa rốt cuộc bị phỏng cùng một ý chúng ta cần phải luyện tập ngay từ lúc chiến tranh còn chưa bộc phát nước nhà hay chính quyền của chúng ta cũng cho chúng ta thực tập trước như là có chiến tranh vậy. Lúc tôi còn ở Âu Lạc, chính phủ cũng thiết lập hệ thống báo động một tuần hay là một tháng thực tập một lần. Khi nghe tiếng còi hụ u u là mọi người chạy vào chỗ an toàn nấp. 5 phút hay là 10 phút sau, tiếng báo động ngưng rồi, mọi người mới ra ngoài. Đương nhiên mọi người đều biết không có chuyện gì, nhưng mỗi ngày cũng phải luyện tập. Có người trước khi chết không luyện tập, Mặc dù chúng ta đều biết có một ngày chúng ta sẽ chết, nhưng không ai nghĩ đến việc phải tập vãng sanh trước. Đa số người chỉ nghĩ buổi sáng ăn món gì, buổi trưa nên ăn gì, buổi tối nên ăn gì. Sau 10 giờ còn đi ăn điểm tâm. Quý vị nhìn bên ngoài hội trường thì biết liền. Lúc to giảng pháp, trong hội trường cùng lắm chỉ có vài trăm người. Bên ngoài thì có rất nhiều người. Số người đến nghe thuyết pháp rất ít số người đến ăn thì nhiều. Họ quên mất việc tập vãng sanh, tuy biết rằng có một ngày sẽ chết, nhưng cứ có cảm tưởng như còn 100 năm. Thật ra, còn 100 năm nữa không? Rất khó nói. Không biết chừng ngày mai sẽ lìa đời. Có nhiều người chết trong lúc tuổi còn trẻ. Cho nên chúng ta phải thông minh một chút, lúc còn sống nên chuẩn bị chết, lúc chưa sanh con có phải quý vị đã chuẩn bị trước rồi không? Quý vị mai một mớ quần áo trước, mua y phục đẹp dù chẳng biết sẽ sanh con trai hay con gái, đã để sẵn một bên đợi đứa bé ra chào đời. Lúc chưa sanh đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, sao không biết chuẩn bị cho lúc chết? Giờ khắc này mới là tối quan trọng. Lúc chào đời có nhiều người đến thăm chúng ta, an ủi chúng ta, lo cho chúng ta nhưng khi chết không có ai đến với chúng ta đó là lúc cô đơn nhất đau khổ nhất sao lúc còn sống không chuẩn bị trước như vậy có phải là thiếu thông minh không sở dĩ chúng ta đau khổ là vì như vậy vì không chuẩn bị trước nếu muốn chuẩn bị thì phải tìm một người đến giúp chúng ta mở cửa mở rồi đóng đóng rồi lại mở đóng mở như vậy cánh cửa mới trơn đến khi muốn mở sẽ mở rất mau việc đi ra sẽ không gặp khó khăn chúng ta có rất nhiều cửa nhưng không phải cửa nào cũng là cửa ra ngoài thí dụ cửa sổ này có chỗ trống nhưng nếu đi ra ngõ đó sẽ bị đụng đầu muốn ra nên đi bằng cửa lớn nhưng nếu cửa lớn không có mở cũng không thể ra được trên thân thể của chúng ta mắt tai mũi vân vân đều là cửa thân của chúng ta có chín lỗ đều là cửa nhưng nếu đi ra từ những cửa đó chúng ta sẽ bị sanh tử luân hồi đầu thai vào cảnh giới không cao nhưng có một cánh cửa mà nếu chúng ta đi ra ngõ đó có thể đến cảnh giới rất cao cửa đó mắt thịt không thấy được dùng chìa khóa thường không thể mở chỉ người tu hành mới có thể mở được nếu chúng ta còn chưa có thể tự mình mở được thì nên đến hỏi một người tu hành tốt bởi vì chính họ đã mở được cửa đó rồi họ biết cách mở họ sẽ chỉ dạy mình cách mở cửa này rất dễ quý vị càng thiền thì càng biết nhiều lúc trước có lần tôi nghĩ mình đã cho thế giới tất cả những gì mình đạt được lúc đó rất khó đạt được bởi vì một đằng là tôi đạt được một đằng là tôi phải cho đi điểm công đức tâm linh và nhận thêm người đến thọ tâm ấn do đó tài khoản điểm công đức tâm linh của tôi gần như trống rỗng rồi tôi nghĩ thế là xong bây giờ mình đã cho hết rồi chỉ còn nước chết và đi địa ngục thôi lúc đó tôi đã sẵn sàng đi địa ngục vì tôi nghĩ mình xong đời rồi tôi nhận lãnh nghiệp chướng của chúng sinh chất đầy nặng trĩu không còn phước báo nhơ bẩn cùng cực và không còn gì hết lúc đó tôi nghĩ mình sắp chết rồi và chỉ đợi đi địa ngục thôi nhưng không bỗng nhiên thiên đàng cho tôi sống lại từ đó tôi tiếp tục tọa thiền rồi ngày càng phát hiện ra những cách tốt hơn để nhanh chóng lên các đẳng cấp tốt hơn khi sẵn lòng xả thân thì thiên đàng sẽ cho chúng ta tất cả và còn nhiều hơn nữa Thật kỳ diệu. Tôi rất vui là tôi vẫn còn đây để tiếp tục hành trình của mình. Điều đó rất quan trọng. Tôi vui lắm. Vắng. Thưa sư phụ, khi tọa thiền con không thể tập trung tư tưởng ở đây. Đầu óc cứ suy nghĩ lung tung với đủ thứ tạp niệm. Làm thế nào con có thể tập trung và thiền tốt hơn? Câu hỏi đó có phải của đồng tu không vậy? bởi tôi sẽ có câu trả lời khác nhau cho từng người một dạ là đồng tu đó là lý do chúng ta phải đi cộng tu vì cộng lực sẽ giúp chúng ta và chúng ta cần phải kiên nhẫn có người tập trung được ngay nhưng có người lại cần thời gian lâu hơn tôi đã đề cập điều này trong buổi thuyết giảng trước đây ngoài ra hãy tha thứ cho chính mình hoàn cảnh của thế giới này khiến chúng ta khó có thể tĩnh tâm thiền định và trầm tĩnh suy tư nhưng chúng ta hãy tiếp tục cố gắng ở thế giới này chúng ta có lợi điểm đó là vì việc tu hành ở đây rất khó khăn nên thượng đế gia trì cho chúng ta gấp bội chúng ta đi một bước thì lực lượng của minh sư sẽ đi cả trăm bước để hỗ trợ chúng ta tu hành trên thiên đàng không được như vậy ở đó, nếu quý vị muốn tu hành thì cần thời gian lâu hơn. Ví dụ, chúng ta ở đây một ngày bằng tu cả trăm ngày nơi thiên đàng. Do đó, có nhiều thánh thần hoặc thiên nhân ở cảnh giới cao muốn đầu thai vào thân người để được tu hành nhanh hơn. Đó là bởi vì nơi đây chúng ta có đủ mọi lực cọ sát như là nghiệp quả, những nghịch cảnh thiên tai, chiến tranh đau khổ và vui sướng tất cả đang xen với nhau. Đây là một công cụ vững chắc, hữu dụng cho bản thân chúng ta và cho thế giới. Trong lúc tu hành ở đây, chúng ta cũng có cơ hội giúp đỡ đồng loại của mình và đồng thời có thêm công đức. Ví dụ, quý vị thiền một mình ở nhà thì chỉ có công đức của một người. Nhưng nếu qua sự cố gắng hay biện tài, quý vị cống hiến chỗ ở của mình, giả sử vậy, để một trăm người đến hành thiền thì công đức sẽ tăng thêm một trăm lần do đó quý vị tu sẽ nhanh hơn một trăm lần quý vị hiểu ý tôi không hay quý vị đưa một trăm người đến thọ tâm ấn những công đức này cũng thuộc về quý vị vì xét cho cùng chúng ta đồng một thể và càng liên kết với nhiều người chúng ta càng trở nên vĩ đại và công đức càng to lớn nói theo toán học thì là như vậy do đó ở đây tốt hơn là ở thiên đàng trên thiên đàng mọi người đều hạnh phúc nên họ cứ từ từ họ không có động lực đằng sau để thúc đẩy họ tập trung vì vậy tôi thường nói mỗi khi quý vị đau buồn hay tuyệt vọng quý vị cầu nguyện dễ hơn có khi tọa thiền lại tốt hơn lúc đó quý vị nhớ đến vị minh sư nhiều hơn và nói rằng sư phụ ơi xin giúp con giúp con giúp con và ngày hôm đó quý vị có nhiều thể nghiệm tốt hơn, ánh sáng rực rỡ hơn, âm thanh rõ ràng hơn, hoặc cảm thấy phấn chấn hơn, gần gũi với Thượng Đế hơn. Cho nên, tuy tu hành ở thế giới này có khó khăn, nhưng cũng rất tốt. Tôi vui mừng là nhiều đồng tu chúng ta tu hành rất tinh tấn. Có người đến trung tâm chỉ để nhìn chung quanh, nhưng sau đó họ không thể nhìn quanh mãi vì ai nấy cũng đều nhắm mắt không bao lâu họ cảm thấy hổ thẹn nên cũng nhắm mắt và thấy được điều gì đó bên trong thay vì ngắm nhìn các cô gái đẹp bên ngoài vì thế có một ngôi chùa hoặc một trung tâm cũng rất hữu ích để mọi người có thể tụ họp cùng nhau tập trung ý lực và nhất tâm nghĩ về thượng đế điều này giúp ích rất nhiều cho nên quý vị hãy từ từ quý vị có thể nhìn chung quanh một lúc khi cảm thấy chán, quý vị có thể nhắm mắt lại và cùng thiền với mọi người, được không? Điều khiển đầu óc bao giờ cũng khó khăn, vì vậy chúng ta phải tu hành mỗi ngày. Bằng không, tôi sẽ bảo quý vị hãy thọ tâm ấn rồi quý vị là Phật, không còn việc gì khác để làm, phải không? Đó là vì thói quen lâu đời của mình. Biết bao nhiêu ngàn năm nay, có thể là lâu hơn nữa, cho nên, dùng một kiếp người để rửa sạch tất cả những thói quen này là một việc làm rất khó, nhưng cũng rất đáng. Quý vị có muốn ở đây thêm một ngàn năm nữa để tiếp tục công việc đó không? Có lẽ sẽ vui lắm. Cho nên, tôi bảo quý vị phải thiền lâu hơn, hai tiếng rưỡi hay ba tiếng đồng hồ, vì 20 phút đầu vẫn còn tranh chấp. Cứ tiếp tục như vậy, rồi sau 20 phút, mọi chuyện sẽ từ từ lắng dịu nửa tiếng đồng hồ sau, quý vị sẽ bắt đầu cảm thấy sảng khoái. Và sau 40 phút, quý vị sẽ biến mất. Trích đoạn lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bài giảng và các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.